Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, vụ việc tại trại giáo giáo phận Vinh ngày càng căng thẳng khi giáo dân cực lực phản đối yêu cầu Đức Cha Long dừng việc xây dựng sân thể thao trong khu vực đền thánh. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang tiếp tục và các dụng cụ thể thao đã được chuyển về trại giáo. Hôm nay ngày 4 tháng 12, các linh mục giáo phận Vinh sẽ về tòa giám mục để tĩnh tâm năm. Giáo dân mong rằng các linh mục sẽ lên tiếng và mong muốn Đức Cha sẽ dừng dự án này lại. Hiện tại, cha Anton Đặng Hữu Nam tiếp tục lên tiếng như sau. Quyết theo lao. Hôm nay, ngày 4 tháng 12 năm 2023, được tin các dụng cụ và vật liệu để xây dựng khu thể dục thể thao Đại đoàn kết quân dân, ấm tỉnh xứ đạo đã được quân khu 4 tập kết tại linh địa trại giáo Thánh Anton. Trong khi đó, linh mục đoàn giáo Phận Vinh hiện đang tĩnh tâm năm tại trung tâm mục vụ tòa giám mục. Xem ra, việc xây dựng khu thể thao trong khuôn viên đền thánh Anton, trong đó sông bóng chuyển chỉ cách cung thánh của đền thánh Anton khoảng 30 mét, có thể vẫn được thực hiện dẫu người dân căng băng rôn biểu tình phản đối. Lưu ý, đền thánh Anton linh địa trại giáo trực thuộc tòa giám mục, không trực thuộc giáo hạt Nhân Hòa. Cụ thể, giám đốc đền thánh, giám mục giáo phận An Phong Nguyễn Hữu Long, phó giám đốc đền thánh, linh mục quản nhiệm giáo xứ trại giáo Du Xe Nguyễn Văn Hiệu. Nhận được tin, dụng cụ thể dục đã tập kết tại khuôn viên đền thánh An Tôn, linh địa trại giáo. Một điều chắc chắn là giáo dân trại giáo không bao giờ chấp nhận cho dựng lên nơi đền thánh. Giáo xứ trại giáo là của giáo dân bảo vệ và quản lý, còn giám mục hay linh mục cũng chỉ là tạm thời vài hôm rồi đi thôi. Giáo dân trại giáo để ý, cha xứ đang đi tĩnh tâm năm ở tòa giám mục thì giáo xứ không ai được quyền làm gì, kể cả mấy ông hội đồng, nên tránh tình trạng kiểu cha đi tĩnh tâm không biết ở nhà các ông làm. Kính thưa cộng đoàn, liên quan vụ trại giáo, hàng trăm ngàn bình luận trên các trang mạng, không một ai chấp nhận được sự việc tại đền thánh An Tôn, linh địa trại giáo. Tất cả đều thấy thất vọng và kêu gọi người dân giáo xứ trại giáo hãy đoàn kết lại để gìn giữ và bảo vệ sự linh thánh của đền thánh. Vụ việc theo Facebook Trần Hùng chia sẻ như sau. Giáo dân trại giáo cần làm chủ giáo xứ, đừng để những thế lực mờ ám mang đồ chơi lên đền thánh, một nơi linh thiêng của giáo hội. Đền thánh An Tôn là nơi linh thánh, nơi cầu nguyện, nơi yên tĩnh, đừng biến đền thánh thành khu giải trí, nơi cờ bạc, ổ mại dâm. Xin mọi công việc hoạt động nơi đền thánh phải có sự cho phép của dân, thông qua dân. Nếu mọi việc làm ở đó không lấy ý kiến dân, xin dân, cấm hoàn toàn, không cho làm gì cả. Nếu giáo phận thích thì lấy về mà làm, trả lại đền thánh như thuở ban đầu cho giáo xứ. Không cần nâng lên đền thánh giáo phận để làm mất đi tính tôn nghiêm của một nơi linh thánh. Chúng con không đồng ý làm bất kỳ cái gì ngoài việc làm phục vụ cho dân Chúa đến với Thánh cả An Tôn để xin ơn và cầu bình an. Linh mục quản xứ cần thông báo cho dân biết, không như vụ bán đất đền thánh để rồi đổ lỗi vòng vo cho nhau. Nếu không, linh mục quản xứ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước dân. Đền thánh là nơi linh thiêng, nơi tôn nghiêm và cần sự yên tĩnh của một nơi thờ phượng. Không phải sân chơi, không phải nơi làm tiền, không phải nơi trao quyền lực hay nơi để các ngài thể hiện tính quyền lực tự cao. Được tin, Đức Cha An Phong giáo Phận Vinh muốn biến đền thánh thành công viên công cộng, nơi dân đi thể dục, đánh bóng chuyền, ăn mặc sexy để nhảy nhót. Khi nhận dự án dụng cụ thể dục muốn đặt vào khuôn viên đền thánh, giám mục và linh mục quản xứ muốn phá nát đền thánh, phá nát sự linh thánh của một nơi thờ phượng, muốn bảo vệ đền thánh trước tiên phải là con cái giáo xứ. Cha ông chúng ta đã xây dựng và bảo vệ đền thánh hàng trăm năm qua, đừng để những kẻ bên ngoài vào tàn phá mà chúng ta nghĩ là Đức vâng lời mà im lặng. Sự vâng lời là cần thiết, nhưng không phải lúc nào cũng vâng lời để kẻ khác lợi dụng điều đó mà phá hoại quê hương chúng ta. Thấy buồn, không biết cha xứ có báo trước với dân không? Không biết dân trại giáo có biết sự việc này không? Nếu biết, sao để im vậy? Chúng ta là giáo xứ, hết lòng vì Chúa, vì giáo hội từ xưa giờ. Chúng ta hiến đất làm đường, chúng ta hiến đất mở rộng đền thánh. Chúng ta bỏ công sức hết năm nay qua năm khác để xây dựng đền thánh của chúng ta. Tại sao? Tại sao đến giờ chúng ta im lặng? Tại sao chúng ta để những kẻ ngoại đạo đến làm việc nhà Chúa thay chúng ta?
cha ông chúng ta đã bỏ bao công sức, mồ hôi và cả xương máu để bảo vệ, xây dựng đền thánh. Sao để tà thần thay công chúng ta để lấy tiếng? Cha xứ Trại Gáo sai hoàn toàn và con cái Trại Gáo không chấp nhận được điều này. Đừng đuổi giáo dân xa lìa Chúa, đừng làm giáo dân bất mãn vì điều xấu. Đền thánh An Tôn Linh Địa Trại Gáo sáng nay thấy buồn và có chút thất vọng. Một giáo họ, giáo xứ có truyền thống từ xưa, thả bỏ hết việc nhà cửa để đi lên làm trên nhà thờ cũng vui vẻ và hy sinh để làm, sẵn sàng từ bỏ việc gia đình để lo việc nhà Chúa. Ấy vậy mà, giờ phải nhờ đến quân đội đến dọn dẹp đền thánh thế này, vì đâu ra nông nỗi. Nhiều người sẽ cho rằng tình dân quân là tốt đẹp, nhưng ai là người Trại Gáo chắc còn nhớ phép lạ Thánh An Tôn làm khi ngày chiến tranh quân đội đóng quân trong đền thánh. Hãy để dân có lòng đến với Chúa, đừng cấm dân đến với Chúa và đưa người ngoại vào thay thế. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.